Cùng với tốc độ xây dựng và phát triển đô thị, thang máy đã trở thành một thiết bị không thể thiếu ở các tòa nhà cao tầng. Tuy nhiên, do đây là thiết bị điện có kết cấu phức tạp, dùng để lên xuống ở độ cao lớn, nên cho dù đã được cải tiến công nghệ để tối ưu hóa độ an toàn, nhưng thang máy cũng không thể tránh được những sự cố hỏng hóc bất thường. Vậy các sự cố thang máy thường gặp là gì? Nếu không được trang bị các kỹ năng sử dụng thang máy an toàn, các sự cố này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến người sử dụng? Ghi nhận của phóng viên Việt Nam hôm nay. Ở tòa chung cư này, căn hộ của gia đình ông Phạm Bá Cường ở trên tầng 18. Thang máy được ông Cường sử dụng hàng ngày, tiện nhất là những lúc như thế này. Nhưng ông cũng đã có lần gặp sự cố. Đang ở trong thang máy thì mất điện. Thì lúc đấy thì tâm lý của chúng tôi cũng rất là hoang mang, cũng không biết cái xử lý thế nào cả. Có rất nhiều người có chung nỗi lo lắng như ông Cường. Mới đây ở thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, thang máy dừng đột ngột do tòa nhà bị cắt điện, khiến 3 người bị mắc kẹt bên trong. Rất may vị trí thang bị kẹt ở giữa tầng 1 và tầng 2 của tòa nhà, nên một trong số 3 người bị mắc kẹt mới có thể tự cậy cửa thang máy thoát ra ngoài và giải cứu 2 người còn lại bên trong. Đây là một sự cố rất là phổ biến, thường xảy ra đối với các loại thang máy kém chất lượng, cũ và không được bảo quản bảo dưỡng thường xuyên. Nguyên nhân có thể là do mất điện, lỗi bảng điều khiển, hoặc là do lỗi động cơ hoặc dây cáp. Hậu quả của sự cố này thì rất là khôn lường, đặc biệt là đối với đối tượng là người già, phụ nữ, trẻ em. Khi bị mắc kẹt thì có thể gây mất bình tĩnh, hoảng loạn và có thể gây dẫn đến các cái chấn thương hoặc tử vong. Một tai nạn hy hữu khác liên quan đến thang máy cũng đã xảy ra mới đây ở một tòa chung cư trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Bé trai 4 tuổi đang cùng mẹ ở tầng 6 của tòa nhà. Khi bé dựa vào cửa thang máy thì bất ngờ cửa mở, khiến bé bị rơi vào hố thang và mắc kẹt ở vị trí tầng 4. Nghe tiếng kêu cứu của người mẹ, một người dân đã chui vào hố thang giải cứu và cũng bị mắc kẹt ở bên trong. Lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời và đưa được cả hai ra ngoài an toàn sau 20 phút giải cứu. Nguy hiểm nhất là sự cố thang máy bị rơi tự do. Đơn cử như vụ rơi thang máy khi thang máy đang chạy từ tầng 11 xuống đến tầng 5, rồi đột ngột rơi từ tầng 5 xuống tầng 1 tại tòa chung cư ở Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy. Hậu quả khiến một cụ bà 87 tuổi bị gãy chân, một phụ nữ và cháu bé 4 tuổi bị chấn thương. Nguyên nhân dẫn tới sự cố thang máy rơi tự do có thể do đứt tuột dây cáp, hay cũng có thể do thang máy bị hỏng nhưng vẫn sử dụng. Trong trường hợp buồng cabin thang máy có đông người bên trong thì sự cố này đặc biệt nguy hiểm và có thể gây ra chấn thương rất nặng, thậm chí là tử vong do tốc độ rơi của cabin rất nhanh, dẫn tới những va đập mạnh bên trong. Do vậy, người dân cần trang bị cho mình những kỹ năng xử lý tình huống khi gặp phải các sự cố thang máy. Các chuyên gia cảnh báo, sự cố thang máy có thể là yếu tố từ máy móc, kỹ thuật, nhưng cũng có thể là từ chính con người. Vậy sử dụng thang máy như thế nào để đảm bảo an toàn và cần ghi nhớ những kỹ năng gì để có thể xử lý tình huống khi gặp phải sự cố thang máy? Ngay sau đây sẽ là một số lưu ý từ các chuyên gia. Người lớn không nên để trẻ nhỏ đi thang máy một mình. Tuyệt đối không để trẻ nghịch ngợm, ấn quá nhiều phím chọn tầng thang máy cùng một lúc, dẫn tới lỗi hệ thống kỹ thuật của thang máy. Không chen lấn xô đẩy khi vào thang máy để tránh thang bị quá tải. Khi bị mắc kẹt trong buồng thang máy, cần bình tĩnh, không la hét hoảng loạn. Vì làm như vậy, không khí trong buồng thang kín sẽ nhanh chóng trở nên ngột ngạt do thiếu oxy. Điều này sẽ khiến người già, trẻ nhỏ hay những người có bệnh lý tim mạch, huyết áp rất dễ ngất xỉu, nguy hiểm đến tính mạng. Ghi nhớ sử dụng nút bấm có hình chuông cảnh báo hay các số điện thoại trên bảng chỉ dẫn để liên lạc với bộ phận kỹ thuật xử lý sự cố hoặc lực lượng cứu hộ. Chúng ta cũng cần đặc biệt lưu ý, khi bị mắc kẹt trong buồng cabin thang máy, không nên cố mở cửa thang máy để thoát nạn ra ngoài. Vì làm như vậy có thể xảy ra sự cố, thang máy dừng ở vị trí không khớp với mặt sàn các tầng. Bước ra ngoài có thể bị mắc kẹt hoặc bước hụt, tụt xuống giếng thang, rất nguy hiểm đến tính mạng. Trường hợp bị kẹt trong buồng thang máy mà không mang điện thoại và thang máy bị mất điện, hãy dùng tay hoặc lấy giày dép đập vào cửa thang để ra hiệu. Không nên đập quá mạnh hay đạp vào thành hoặc cửa thang máy, khiến thang có thể bị trượt, đứt cáp tời, dẫn đến sự cố thang bị rơi tự do. Có thể dùng vật cứng như chìa khóa lách vào cửa thang để tạo khe hở cho không khí sạch tràn vào buồng thang, giúp mọi người dễ thở hơn. Trong khi chờ đợi sự trợ giúp, cũng không nên tìm cách thoát ra ngoài qua đường nóc thang vì rất dễ trượt ngã, dẫn đến chấn thương hoặc bị rơi xuống giếng thang, rất nguy hiểm. Khi phát hiện thang máy có dấu hiệu rơi tự do, thì khuyến cáo mọi người là chúng ta ngồi xổm sát với sàn thang máy
và tay chúng ta là nắm chặt vào tay vịn ở trong buồng thang máy. Thì bởi vì là với cái tư thế như vậy thì là sẽ giảm thiểu tỷ lệ va đập của cơ thể chúng ta đối với những người xung quanh cũng như là buồng thang máy. Thì từ đó là gì ạ? Sẽ giảm thiểu cái tỷ lệ chấn thương xuống tới mức thấp nhất. Công tác kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống thang máy của bộ phận kỹ thuật, ban quản lý các tòa nhà cũng đóng vai trò rất quan trọng trong phòng ngừa sự cố liên quan đến thang máy. Sau mỗi ca trực, ban quản lý tòa nhà cũng như bộ phận kỹ thuật phải phân công cán bộ kiểm tra từng buồng cabin, phòng điều khiển để phát hiện và xử lý kịp thời nếu có sự cố bất thường. Nên một tháng một lần thực hiện bảo dưỡng thang máy. Ngoài ra cũng cần hàng tháng liên hệ với đơn vị cung cấp đến kiểm tra phần mềm thang máy nhằm tránh xảy ra sự cố đáng tiếc trong quá trình sử dụng thang máy.